Tại sao tỷ giá tăng lại có tác động bất lợi đến thị trường chứng khoán ngắn hạn trong các phiên giao dịch gần đây? Thì tỷ giá đang có xu hướng tăng vượt đỉnh và điều này sẽ tác động bất lợi đến thị trường chứng khoán bởi vì Ngân hàng Nhà nước sẽ phải có những giải pháp để thu hút đồng tiền Việt Nam trở lại nhằm giảm tỷ giá trở lại. Và khi đồng tiền Việt Nam bị hút lại như vậy thì dòng tiền trên thị trường chứng khoán cũng sẽ có xu hướng bán ra. Chốt lời và sẽ xảy ra, và đây cũng là một trong những yếu tố để tạo nên nhịp điều chỉnh của thị trường. Và ngoài tỷ giá thì các yếu tố vĩ mô khác ngắn hạn cũng đang trong cái gây ra cái bất lợi cho thị trường chứng khoán, như là lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ngắn hạn thì cũng đang có xu hướng phục hồi trở lại. Và vì vậy nên là thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones trong các phiên giao dịch gần đây thì cũng đang có xu thế giảm điểm ngắn hạn. Và ngoài ra một chỉ số vĩ mô khác rất là quan trọng đó là lạm phát trong tháng 2 đã được công bố là tăng trở lại. Vì vậy nên là ngắn hạn thì các yếu tố vĩ mô đang có xu hướng là bất lợi cho thị trường chứng khoán. Và điều này thì cũng trùng với dự báo về mặt kỹ thuật, khi mà thị trường tăng lên đến gần vùng 1.300 thì có thể điều chỉnh trở lại. Vì vậy trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì toàn thị trường đã khớp lệnh 1 tỷ cổ phiếu, trong khi chỉ số thì lại giảm 2 điểm. Như vậy khi mà khối lượng khớp lệnh tăng, tuy nhiên là chỉ số lại không tăng điểm tương ứng. Điều này thể hiện rằng là lượng lớn cổ phiếu thì đang bị bán ra bởi các nhà đầu tư lớn. Và thông qua giai đoạn vừa qua thì thị trường đã tăng điểm rất là mạnh mẽ, và vì vậy nên là giai đoạn hiện tại thì hoạt động chốt lời cũng là điều không thể tránh khỏi. Và chính vì vậy nên là nhà đầu tư cần hết sức thận trọng ở thời điểm hiện tại, tránh đua mua vào vùng giá cao và cần canh những nhịp tăng điểm của thị trường trong tuần tới đây để có thể bán ra và hạ tỷ trọng danh mục, đặc biệt là đối với những tài khoản đang sử dụng margin thì cần hạ tỷ trọng để đảm bảo an toàn tài khoản, cũng như là với các mã cổ phiếu có tính chất đầu cơ và lướt sóng thì cũng cần canh để bán ra. Và ngoài ra thì những cập nhật thị trường và tín hiệu mua bán đầy đủ cũng như là cơ hội cổ phiếu sẽ được cập nhật đầy đủ nhất trong room khách hàng. Quý anh chị có nhu cầu tham gia room khách hàng thì hãy liên hệ với số Zalo của tôi 032 975 9522 Miss Hằng Nguyễn để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.